Nhà ơi, ngày hôm nay gia đình em đã lại về thêm phi điệp năm cánh trắng hiển oanh hàng gieo hạt. Và cả nhà biết rồi đúng không ạ? Cái dòng hoa này thì hôm qua em Thảo vừa mới về. Trong một buổi tối em đã bán đi hết 70 cây rồi và rất nhiều anh chị em còn đang nợ đơn của em. Đó. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có về thêm hai loại. Một loại là một thân. Đó, một thân nhá. Một thân thì nó sẽ cây nó to hơn, còn hai thân thì cây nó thân nó bé hơn một chút. Giống như cây ngô đúng không ạ? Anh chị em nào mà gia đình trồng ngô giống như gia đình em Thảo thì biết đúng không ạ? Một cái cây ngô ở trong cái lúa mà chúng ta trồng ấy, trồng hai cây nó mọc lên hai cây mà chúng ta không nhổ đi mà chúng ta để thì cái cây của nó cũng không được mập đúng không ạ? Và cũng giống như vậy, cũng giống như là cây phi điệp nó cũng như vậy ạ. Đó, là đây là cái bút chữ A của gia đình em Thảo nhá. Riêng đối với những cái dòng một cây này, là có nhìn thấy không ạ? Lá của nó này. Lá của nó mít nhá. Đó. Rất đẹp nhá. Đó, một thân thì một thân này, có một thân cũng rất là mập luôn, đẹp lắm, hàng đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và chúng ta chăm sóc thì nó có thể đạt phi 21 đấy ạ. Đó. Lan thì chúng ta chơi thân thôi thì cũng đã mê, bởi vì là một năm thì nó chỉ nở hoa được khoảng tầm 2 tuần, tức là 15 ngày được không ạ? Và còn lại là chúng ta chơi thân. Thân của nó như thế này, xanh tươi như thế này, rất là xinh được không ạ? Chúng ta rất là thích. Và ở bên này đây là có hai loại, có loại hai thân. Hai thân của nó thì nó bé hơn thân hơn một chút. Đó. Nó bé thân hơn một chút. Đó. Nó cũng là lá mít. Nhưng mà mít này là mít hơi dài một chút rồi. Không sao, cây lá trưởng thành của nó vẫn là mít rất tròn này. Đó, rất là xinh tươi đúng không ạ? Đấy, như cả nhà đang nhìn này. Đây là phi điệp năm cánh trắng hiển oanh hàng gieo hạt. Như cả nhà đang nhìn ở trên mặt bông này, đây chính là nó. Và hiện tại thì gia đình em cũng không có nhiều đâu ạ. Em có số lượng hai loại này chỉ có 50 cây thôi. Nên là anh chị em nào mà yêu mến thì có thể là gọi điện trực tiếp cho em Thảo. Bởi vì là cái dòng này thì nhìn theo thân thôi là đã mê rồi đúng không ạ? Đó, lan thì chúng ta chơi cả thân. Và buổi trưa ngày hôm nay em Thảo sẽ không ngủ trưa để em chốt tất cả các đơn hàng của anh chị em trong buổi trưa ngày hôm nay. Đấy, nếu mà hai thân thì hai thân nó lèo khèo, nó không được to như là một thân đúng không ạ? Nếu mà cô chú anh chị mà em bán với giá là 315.000 một cây, nếu mà anh chị em nào mà mua hai cây thì em bán là 300.000 nhá. Anh chị có thể mua một cây nọ, một cây kia cũng được. Đó. Và em cảm ơn. Ngoài ra thì gia đình em lại về thêm 5 cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt là 280.000, gồm có hai thân như thế này đúng không ạ? Đó, và đặc biệt là đuôi công. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Hoa đuôi công thực chất ra là một cái dòng hoa, đây gọi là dòng báo hỷ lai ở của bên Thái đúng không ạ? Và cái dòng này thì không có nhiều. Và khi mà chúng ta tra thông tin ở trên mạng ấy, thì chúng ta cũng có rất là ít về thông tin này. Và cái dòng hoa này thì rất là ít, rất là hiếm. Nên là anh chị em nào mà yêu mến thì có thể sưu tầm. Cái đợt vừa rồi em lấy vào vườn ấy, em muốn sưu tầm cái dòng hoa này, bởi vì là bây giờ đang là cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta lấy về, bởi vì nó đang sưng mắt nụ. Nhà có biết không ạ, nó đang sưng mắt nụ rồi. Nên là anh chị em nào mà yêu mến cái dòng hoa này mà chúng ta mua ấy, thì về nó sẽ nở hoa đấy ạ. Đó. Và em cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop gia đình Lan Rừng Chu Thảo, địa chỉ 784 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn nhé. Em một lần nữa em xin cảm ơn cả gia đình mình và xin chào và hẹn gặp lại ạ.